là tỉnh đang tập trung phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ nên việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người lao động được tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành nghị quyết số 14 về đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Vậy sau 2 năm tổ chức thực hiện nghị quyết, kết quả ra sao? Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại thị xã Mỹ Hào, nơi công nghiệp dịch vụ đang phát triển nhanh, kéo theo nhu cầu nhà ở xã hội tăng cao. Đây là tòa nhà TT1 thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lạc Hồng Phúc xây dựng mà chị Hà mới chuyển đến ở. Chị là công nhân công ty điện tử Sona, khu công nghiệp Thăng Long 2, còn chồng làm nghề tự do. Mua được căn hộ 65m² này là cả sự cố gắng của gia đình chị. Tôi được hỗ trợ là mua với giá nhà ở xã hội này, đấy, rẻ hơn bên nhà ở thương mại và được hỗ trợ vay vốn ngân hàng là 50%, lãi suất là 5% một năm. Tuy nhiên trên thực tế, không phải ai khó khăn về nhà ở cũng may mắn mua được nhà ở xã hội bởi những quy định rất khắt khe. Tôi đề nghị là cái vấn đề người mua nhà nữa, đủ một năm vào điều kiện địa phương và một năm phải đóng bảo hiểm ở một cái công ty, một doanh nghiệp thì mới đủ điều kiện để được mua một cái nhà đó, thì tôi thấy là không đúng. Bởi vì người ta đến đây, người ta thử việc, người ta chỉ có 3 tháng thôi. Công ty Cổ phần Yên Sơn, đơn vị được giao thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới trên địa bàn phường Nhân Hòa, có bố trí quỹ đất gần 0,8 hectare dành để xây dựng 280 căn hộ nhà ở xã hội. Mặc dù khu đất để xây dựng nhà ở xã hội đã được Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào bàn giao mặt bằng hơn một năm nay, song đến nay chủ đầu tư dự án vẫn chưa triển khai vì lý do. Chủ đầu tư thì nói chung không quyết liệt về cái nhà ở xã hội, cái nhu cầu của thị trường bây giờ người dân họ cái sức mua cũng thấp, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng. Chính vì vậy nên là cái việc ra hàng vào thời điểm nào thì nó có hiệu quả hay không thì đấy là cái việc mà ban lãnh đạo công ty cũng đang đắn đo cân nhắc. Với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lạc Hồng Phúc, đơn vị được tỉnh giao 2,4 hectare đất để xây 6 tòa nhà ở xã hội với 1.144 căn hộ. Công ty mới hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2022 là 3 tòa với 649 căn. 3 tòa còn lại mới đang xây dựng phần móng. Nhà nước thì cũng đang có cái nguồn vốn liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên mà qua thực tế mà khi mà triển khai gần như là cái nguồn vốn đó các doanh nghiệp gần như không tiếp cận được. Xét về tính hiệu quả đầu tư ấy thì một là cái trượt giá vật tư hiện nay đã là 18%, trong khi đó mà khi mà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội này thì cái lợi nhuận là bị khống chế là tối đã không quá 10%. Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Dệt may Phố Nối được tỉnh giao thực hiện dự án khu nhà ở cho công nhân và dịch vụ khu công nghiệp Dệt may Phố Nối từ năm 2007. Năm 2019, dự án này đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đến nay dự án vẫn nằm trên bản vẽ. Về cái phát triển nhà xã hội, công ty chúng tôi thì không có nhiều kinh nghiệm, mà thực ra nói thẳng là không có kinh nghiệm. Chính vì thế thì chúng tôi có công văn 243 đề xuất với tỉnh và Sở Xây dựng là hướng dẫn để thực hiện cái việc này. Dự án xây dựng hạ tầng tổng thể khu chung cư đô thị Phố Nối do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Yên làm chủ đầu tư, có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội là 0,7 hectare với 350 căn hộ. Đến nay, dự án này mới được chấp nhận phương án kiến trúc. Công ty Đầu tư Xây dựng Hưng Yên là về yếu về cái lĩnh vực về xây dựng thì cũng mong muốn là các lãnh đạo là hướng dẫn và làm rõ cho công ty một số cái nội dung như là trình tự các bước tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ pháp lý như là chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và các vấn đề khác liên quan. Về phía địa phương sở tại, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào khẳng định luôn phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư triển khai dự án một cách tốt nhất. Để chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì chúng tôi cũng đã xong hết rồi, bàn giao giải phóng mặt bằng. Chỉ có ý kiến là đề nghị là với cái nhu cầu thực tế hiện nay trên địa bàn thị xã thì cái nhu cầu nhà ở xã hội đặc biệt cho đối tượng người lao động và công nhân ở trong các doanh nghiệp rất là cao, là lớn, rất là cần thiết. Thì cũng đề nghị là các chủ đầu tư là căn cứ vào cái nguồn lực và cũng như là cái trách nhiệm và quan tâm đến cái đời sống xã hội người lao động trên địa bàn thì cũng sớm để triển khai đầu tư để người lao động và công nhân là có cái chỗ sinh hoạt. Như vậy, có thể thấy
Từ khi nghị quyết 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành, cả thị xã Mỹ Hào mới chỉ có một dự án nhà ở xã hội hoàn thành được 3 tòa, đang xây dựng 3 tòa còn lại. Còn 7 dự án có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội thì vẫn là bản vẽ. Bên cạnh những bất cập về chính sách, thủ tục hành chính đang được Bộ Xây dựng tổng hợp để sửa đổi, thì sự hỗ trợ của các ngành chức năng, đặc biệt là quyết tâm của chủ đầu tư trong việc thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội sớm về đích đang là vấn đề mấu chốt để mong mỏi của công nhân, người lao động được tiếp cận chính sách nhà ở từ nghị quyết 14 của Tỉnh ủy Hưng Yên trở thành hiện thực.